Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là 24 phút yoga buổi sáng, giúp cải thiện sức mạnh cho toàn bộ cơ thể, tăng cường sự trao đổi chất cho cơ thể một ngày mới thật năng động và hiệu quả. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế ngồi căn bản. Bạn có thể bắt chéo hai chân của mình vào phía nhau, hoặc là duỗi nhẹ hai chân của mình về phía trước, bất cứ vị trí nào bạn thấy thoải mái nhất. Sau đó nhắm mắt, hãy cảm nhận vai, gáy, cột sống lưng của mình trên một đường thẳng là đúng. Lúc này hãy hướng tâm trí về lại với hơi thở. Khi hít vào sâu, bụng phình ra, và thở ra chậm rãi, bụng xẹp xuống. Hít vào, cảm nhận một lần hơi mát rượi đi vào từ hai khe mũi, và thở ra, cảm nhận một lần hơi nóng ấm đi ra từ hai khe mũi của mình. Hít vào, nỗ lực nạp đầy dưỡng khí vào hai lá phổi. Sau đó thở ra, hãy tống tẩy tối đa khí cặn ra khỏi cơ thể bằng cách ép sâu lỗ rốn vào cột sống lưng. Nếu được, thở ra, hãy gấp đôi hít vào. Liên tục như vậy, hít sâu và thở chậm. Cảm nhận hơi thở đang luân chuyển thật nhịp nhàng dọc khắp cơ thể, nuôi dưỡng từng tế bào, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Hít sâu và thở chậm. Nhẹ nhàng, hai tay của bạn chắp ngang ngực, sau đó chà sát hai lòng bàn tay của mình với nhau cho tới khi hai lòng bàn tay của mình nóng lên. Từ từ tách nhẹ tay, hai tay áp vào hốc mắt, mở mắt của mình ra. Hãy cảm nhận hơi ấm và nguồn năng lượng lan tỏa từ hai lòng bàn tay thông qua hốc mắt của mình, di chuyển nguồn năng lượng đó vào bên trong cơ thể, đánh thức cơ thể từ bên trong. Tiếp theo, bạn vuốt dọc hai tay của mình dọc khắp khuôn mặt, xuống tay, xuống hông, xuống đùi, xuống chân, ta đánh thức toàn bộ cơ thể từ bên ngoài. Rồi duỗi nhẹ hai chân của mình về phía trước bằng lắc cổ chân, lắc đầu gối, lắc nhẹ tay, lắc nhẹ đầu. Thả lỏng tâm trí, thả lỏng cơ thể. Hãy để tâm trí và cơ thể của mình thật thoải mái bước vào buổi tập. Và chúng ta bắt đầu bằng tư thế cái bàn. Hai tay của mình áp thảm. Từ vị trí này, bạn duỗi mạnh chân phải của mình về phía sau, cố gắng hạ hông phải của mình thấp xuống, quan sát cho hai hông trên một đường thẳng. Bắt đầu hít vào, bạn bắt chéo chân phải của mình về phía bên trái, sau đó hạ chân trở về, đồng thời gập gối cho gối hướng về phía ngực. Tương tự như vậy, lượt hai hít vào, bạn chéo chân phải, thở ra, gối phải hướng ngực, cầm hướng gối. Ba, hít vào, bạn chéo chân, thở ra, gù lưng của mình lên cho gối hướng ngực. Và bốn, hít vào, chéo mạnh chân về phía bên trái, thở ra, gù lưng, gối hướng cằm. Lực cuối, năm, hít vào, chéo chân trái, lại thở ra, gối phải hướng về phía ngực. Sau đó ấn mũi chân trái, bạn nâng hông của mình lên, tiếp tục hít vào, nhấn vai, đồng thời thở ra, bạn đánh gối phải của mình lên, tư thế chó ba chi. Liên tục cảm nhận sức căng ở phần hông, phần lưng bên phải. Hít vào, từ vị trí này trường vai về phía trước cho gối hướng ngực. Sau đó thở ra, nhấn vai, nâng hông, đánh mạnh gối phải về phía sau. Tương tự, lượt hai hít vào, gối hướng ngực, trường vai về phía trước, thở ra, tư thế chó ba chi. Ba, hít vào, trường vai, thở ra, nhấn vai, nâng hông, đánh gối phải lên. Bốn, hít vào, thở ra, đánh gối phải lên cao hơn nữa.
Dương tự như vậy lực cúi, hít vào, gối hướng ngực, lại thở ra bằng đặt luôn chân phải của mình về phía trước giữa hai tay, hạ đầu gối chân trái, nâng vai, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Hít vào, hạ tay trái, bằng nghiêng lưng về phía bên trái, cảm nhận cơ lưng bên phải đang được kích hoạt hết mức có thể. Hít vào về chính diện, sau đó thở ra bằng đổi bên, hạ tay phải, tay trái lên, nghiêng lưng về phía bên phải, cảm nhận cơ lưng bên trái đang được kích hoạt sâu. Hít thở 4, lại 5, hít vào về chính diện, lần này thở ra hai tay của mình vươn lên khỏi đầu căng lưng. Từ vị trí này gập khuỷu tay bằng hạ khuỷu tay của mình mở ngang vai. Hít vào bằng trũng lưng căng khuỷu tay của mình về phía sau. Sau đó thở ra gù lưng cho khuỷu tay hướng về phía trước. Tương tự lực 2, hít vào ta trũng lưng mở ngực mở vai. Thở ra gù lưng siết bụng lại. Và 3, hít vào căng ngực căng vai. Thở ra gù lưng siết bụng. 4, hít vào bằng trũng lưng, thở ra bằng gù lưng. Nào lực nữa, 5, hít vào ta trũng lưng, thở ra gù lưng, đồng thời tay của mình chấp. Hít vào tay hạ ngực, thở ra tư thế vặn cầu nguyện bằng cài khuỷu tay trái bên ngoài đầu gối chân phải. Hai tay ép mạnh vào phía nhau. Giữ đây, lựa chọn số 1 hoặc lựa chọn số 2, ấn mũi chân trái nâng đầu gối chân trái của mình lên luôn. Liên tục ở vị trí này, dùng khuỷu tay trái bằng đẩy gối phải về phía bên trái, vừa đẩy vừa xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên phải, mở ngực mở vai. Hít thở 4, đúng rồi, và 5, hơi thở ra bạn thoát thế tay chạm thảm. Hít vào rút luôn chân phải về phía sau, trương vai về phía trước, sau đó thở ra gập khuỷu tay hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt, nâng vai của mình lên, ngã vai của mình về phía sau, và thở ra nâng hông, đồng thời rút về tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hít sâu và thở chậm, quan sát hơi thở, cảm nhận hơi thở và tận hưởng từng hơi thở của mình. Rồi nhẹ nhàng bạn nâng vai nâng hông của mình lên, ta trở lại tư thế cái bàn. Tương tự, quan sát cho tay mở ngang vai, gối mở ngang hông. Từ vị trí này hít vào, bạn duỗi căng chân trái của mình về phía sau, hạ hông trái của mình thấp xuống cho hai hông của mình trên một đường thẳng là đúng. Bắt đầu hít vào, bắt chéo chân trái của mình về phía bên phải, mắt nhìn qua vai phải. Sau đó thở ra trả chân của mình trở về, đồng thời gập đầu gối chân trái, gù lưng của mình lên, chân gối hướng về phía ngực, cầm hướng gối. Tương tự như vậy, lực 2 hít vào chân trái về phía sau, bạn chéo chân. Thở ra trở về, gập gối, gối hướng ngực, cầm hướng gối. Và 3, hít vào chéo chân, mở ngực mở vai. Thở ra gù lưng, gối hướng ngực. 4, hít vào bạn chéo mạnh chân trái về phải. Thở ra gối trái hướng ngực, gù lưng lên. Lại lượt cuối, 5, hít vào bạn chéo chân. Thở ra gối hướng ngực. Từ vị trí này ấn mũi chân phải, nâng hông, nhấn vai của mình xuống. Đồng thời bạn đánh gối trái của mình lên cao tư thế chó ba chi. Liên tục mở hông, cảm nhận sức căng ở cơ lưng, cơ hông bên trái của mình. Tiếp tục hít vào, trường vai về phía trước cho gối hướng ngực siết chặt cơ bụng của mình lại. Thở ra nhấn vai, đánh gối trái của mình lên cao. Lượt 3, hít vào, gối hướng ngực vai vượt khuỷu tay luôn. Thở ra tư thế chó ba chi. 4, hít vào siết chặt cơ bụng của mình lại, gối hướng ngực. Thở ra đánh mạnh gối trái của mình về phía sau. Và 5, hít vào, gối hướng ngực. Thở ra đánh gối trái của mình về phía sau. Lần này hít vào gối hướng ngực. Thở ra nhấn vai của mình xuống. Lại hít vào trương mạnh vai của mình về phía trước. Sau đó thở ra bằng đặt luôn chân trái của mình về giữa hai tay. Hạ đầu gối chân phải về phía sau, nâng vai, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Tiếp tục từ vị trí này, bạn đang xen các ngón tay của mình vào với nhau. Sau đó nhẹ nhàng nghiêng lưng về phía bên trái, cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên phải. Hít thở. Hít vào về chính diện, thở ra bạn đổi bên. Nghiêng lưng về phía bên phải hay cảm nhận sức căng ở cơ lưng bên trái.
Nó lại hít vào về chính diện, thở ra ta thoát tay, đồng thời gập khuỷu tay mở hạ ngang vai. Hít vào bằng trũng lưng, thở ra bằng gù lưng. Tương tự như vậy, lượt hai hít vào trũng lưng, căng mạnh khuỷu tay của mình về phía sau. Thở ra gù lưng, vòng khuỷu tay của mình về phía trước. Và ba hít vào trũng lưng, mở ngực mở phải. Thở ra gù lưng, xiết cơ bụng của mình lại. Bốn hít vào bằng trũng lưng, thở ra bằng gù lưng. Lại lượt nữa, năm hít vào bằng trũng lưng, thở ra gù lưng. Hít vào tay chấp hạ ngang ngực, thở ra tư thế vặn cầu nguyện bên trái bằng gai khuỷu tay phải bên ngoài đầu gối chân trái. Giữ đây lựa chọn số 1 hoặc lựa chọn số 2, ấn một chân trái nâng đầu gối chân trái của mình lên. Liên tục dùng khuỷu tay phải đẩy gối trái về phía bên phải, vừa đẩy vừa xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể. Hít vào ta thoát thể, thở ra tay chạm thảm bằng rút đầu gối chân trái về phía sau, trường vai về phía trước gập khuỷu tay hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt, và thở ra ta rút về lại tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Từ vị trí này hít vào, ta vào tư thế chó quỷ mặt, bằng ấn mũi chân nâng hồng nhấn vai của mình xuống, thả lỏng vai hết mức cơ thể. Tiếp tục hít vào, nhón hai gót chân của mình lên, khuỵ hai đầu gối của mình về phía trước. Sau đó thở ra bằng lấy đà bật nhảy hai chân của mình về phía trước, về bên phải thảm. Rồi tương tự hít vào, trả chân về chính diện, thở ra nhảy chân của mình về phía bên trái. Tiếp tục hít vào về chính diện, thở ra chân về phía bên phải. Hít vào, thở trái, hít, thở phải, hít, thở trái, hít, thở phải 3, hít, thở trái, hít, thở phải 4, hít, thở trái và hít, thở phải 5. Hít vào, thở phải về phía bên trái, lượt cuối phải và nhảy bật về phía bên trái. Rồi trả chân của mình về chính diện, ta về lại tư thế chó cúi mặt, bạn nhấn vai của mình xuống. Hít vào, đánh chân phải lên, thở ra bước mạnh chân phải của mình về phía trước, đặt chân của mình ở giữa hai tay, áp lòng bàn chân trái của mình về phía sau. Hít vào tư thế chiến binh số 1, bạn nâng vai, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Liên tục đẩy hông trái về phía trước, giữ cho hai hông trên một đường thẳng là đúng. Cố gắng siết chặt cơ bụng, căng cơ lưng hết mức cơ thể, tư thế thật dũng mãnh. Liên tục hít thở, giữ thêm 3. Đồng thời bạn gập đầu gối chân phải về phía trước, cho gối ngang hàng với cổ chân phải. 4. Rồi 5, hít vào nâng hông của mình lên, tay của mình vòng về phía sau lưng, đan xen các ngón tay, hoặc bạn gập khuỷu tay của mình vào với nhau, hoặc nếu được tay chấp, xoay cổ tay cho ngón tay của mình hướng về phía đỉnh đầu. Hít vào từ vị trí này mở phải, thở ra bằng cúi gập người của mình về phía trước, tư thế kim tự tháp, mắt nhìn xuống. Liên tục mở phải, mở ngực, giữ hái. 3. Cầm hướng về phía ống quyển chân phải. 4. Nơi 5, hít vào, ta thoát tay, lúc này bạn hạ tay trái của mình xuống, sau đó mở vai phải, nâng tay phải, mắt nhìn lên, tư thế tam giác xoắn. Giữ đây, hoặc nếu được, bạn đặt luôn tay trái bên ngoài chân phải. Tiếp tục xoắn nhiều hơn nữa cơ sống lưng của mình, mở mạnh vai phải của mình ra. Nơi từ vị trí này hít vào, bằng vòng luôn tay phải của mình về phía sau lưng, sau đó khuỵu đầu gối chân phải của mình về phía trước, nâng vai, tay trái qua khỏi đầu, liên tục ngã vai của mình về phía sau, tư thế chiến binh đảo, mắt nhìn qua vai phải, đẩy cong cơ lưng, giữ 3. 4. Và 5, nhẹ nhàng trả vai của mình về chính diện, sau đó vòng luôn tay trái của mình về phía sau lưng. Lúc này bạn xoay vai xoay hông về phía bên phải, ta vào tư thế chiến binh số 3. Tiếp tục hít vào, nghiêng người về phía bên trái, sau đó thở ra bạn nghiêng về phía bên phải, mở ngực mở vai, mắt nhìn lên, giữ 4. Hít thở, 5. Đúng rồi, mở ngực mở vai. Rồi hít vào, bạn nhón gót chân trái của mình về phía sau, sau đó xoay vai trái của mình xuống. Từ vị trí này lực dồn vào chân phải, trường vai về phía trước, nếu được bạn nâng chân trái của mình lên luôn, ta vào tư thế chiến binh số 3.
liên tục quan sát cơ thể giữ thăng bằng. 4. Hít thở, căng mạnh chân trái về phía sau. Ngày 5, hít vào, nâng vai của mình lên bằng cặp đầu gối chân trái. Cho gối trái hướng về phía trước, lựa chọn số 1 giữ đáy, hoặc lựa chọn số 2 duỗi căng chân trái của mình về phía trước luôn. Cố gắng giữ thăng bằng, hít thở 4. Và 5, lần này thoát tay, tay nắm lấy đầu gối chân trái, hoặc nếu được, hai tay nắm lấy chân trái. Hít vào bằng nâng chân trái lên, thở ra cúi gập người về phía trước, giữ thêm 3. 4. Nằm hít vào, ta thoát thế, thở ra từ từ gập gối phải, hạ mông của mình xuống. Rồi từ vị trí này, tay phải bạn cố gắng nắm mít ngoài chân trái, sau đó đặt khuỷu tay trái của mình ngang hông trái. Tiếp tục hít vào, bạn nâng hông của mình lên cao, thở ra trường mạnh vai của mình về phía bên trái, giữ đây, hít thở 3. 4. Và nắm hơi nhẹ nhàng, bạn thoát thế, hạ chân trái của mình xuống. Tiếp tục từ vị trí này hít vào, giữ cho lưng của mình thật thẳng, đồng thời bắt chéo chân phải của mình qua chân trái. Hít vào, bạn nghiêng người của mình về phía bên trái, một lần nữa hạ khuỷu tay trái của mình ngang với hông trái. Sau đó thở ra, tay phải trường về phía trước, tay phải nắm mép ngoài chân trái. Tiếp tục hít vào, trường vai nâng hông của mình lên, thở ra, nâng chân phải giữ 3. 4. Đúng rồi. Và nắm hơi thở ra, ta thoát thể, hạ mông của mình xuống, sau đó hạ chân phải, bạn thoát tay trái. Hít vào từ vị trí này, đặt chân phải bên ngoài đầu gối chân trái, hai tay phòng ôm lấy gối phải. Sau đó thở ra bằng phòng tay trái qua gối phải, hoặc nếu được, đặt khuỷu tay trái bên ngoài đầu gối chân phải, tay phải đặt về phía sau lưng. Liên tục xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên phải, mở ngực mở vai giữ 3. Hít thở 4. Và 5, hơi thở ra ta thoát thể. Hít vào theo cách riêng của mỗi người, ta về lại tư thế chó quỷ mặt, nâng hông nhấn vai của mình xuống. Hơi tương tự từ vị trí này hít vào, bạn nhón gót chân, khuỵu hai đầu gối của mình xuống, sau đó lấy đà nhảy bật người của mình về phía trái thảm. Hít vào, nhảy trở về chính diện, thở ra bạn đổi bên, nhảy hai chân của mình về phía đầu phải thảm. Tiếp tục như vậy, ta nhảy về chính diện và đi nhanh hơn nữa. Hít vào trái, về, phải, về, hai hít trái, thở về, hít phải, thở về, ba trái, về, phải, về, bốn trái, về, phải, về, siết chặt cơ bụng của mình lại, năm trái, về, nhảy phải, về, nơi hít vào, tư thế chó cúi mặt, nhấn vai của mình xuống, đồng thời bạn đánh chân trái của mình lên, thở ra trương vai của mình về phía trước, đặt luôn chân trái của mình ở giữa hai tay, hít vào áp chân phải của mình về phía sau, quan sát hai gót chân của mình trên một đường thẳng. Sau đó từ từ thở ra chiến binh số 1 bên trái, bạn nâng vai, hai tay của mình vươn qua khỏi đầu, tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Liên tục siết chặt cơ bụng, căng cơ lưng, nhấn hai chân của mình xuống. Lại hít vào bằng nâng hông thẳng cổ trái, sau đó thở ra hai tay của mình vòng về phía sau lưng đang xen các ngón tay, hoặc gập khuỷu tay, hoặc được nữa lựa chọn số 3 tay chấp, bạn xoay cho ngón tay của mình hướng lên đầu, hít vào mở vai, thở ra cúi gập người của mình về phía trước, tư thế kim tự tháp, hít thở 3. Liên tục mở vai, vừa trương vừa gập người của mình xuống. 4. Cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối chân trái ở vị trí này. Đúng rồi, liên tục hít thở. Ngồi và nằm nhẹ nhàng, ta thoát thể. Hít vào, tay chạm thảm. Từ vị trí này hạ tay phải, bạn nâng tay trái của mình lên, tư thế tam giác xoắn. Hoặc lựa chọn số 2, đặt luôn tay phải của mình bên ngoài chân trái. Liên tục mở vai trái, xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng của mình, giữ thêm 3. Hít thở 4. Đúng rồi, và nằm hít vào bằng phông tay trái của mình về phía sau lưng, sau đó khuỵu đầu gối chân trái của mình về phía trước, nâng vai, vươn tay phải qua khỏi đầu. Tiếp tục ngã đầu ngã vai, nhấn hông của mình xuống, tư thế chiến binh đạo, mắt nhìn qua vai trái, giữ thêm 4.
Nam hít vào, trả vai của mình về chính diện, thở ra bằng gập luôn tay phải của mình về phía sau lưng, lại nhẹ nhàng xoay vai hông của mình về phía bên trái, ta vào tư thế chuyển binh số 2. Từ vị trí này lực dồn vào chân trái, hít vào nghiêng lưng nhẹ về phía bên trái, sau đó thở ra bằng nghiêng lưng về phía bên phải. Tiếp tục hít vào nghiêng lưng về bên trái và thở ra giữ đầy bá. Cố gắng siết chặt cơ đùi chân trái. 4. Hít thở. Lại nằm hít vào, xoay vai và hông của mình hướng về phía thảm. Từ từ bạn nhón gót chân phải lên. Lực dồn vào chân trái, trường vai về phía trước nếu được, ta vào tư thế chuyển binh số 3 bằng cách bạn nâng chân phải. Cố gắng úp hông phải của mình xuống, giữ cho hai hông trên một đường thẳng là đúng. Lại hít vào nâng vai gập gối phải, sau đó thở ra cho gối hướng ngực. Giữ đầy hoặc nếu được bạn duỗi căng chân phải của mình về phía trước. Liên tục mở ngực mở vai, giữ thăng bằng. 4. Hít thở và nằm, ta thoát tay, tay lúc này nắm gối phải, hoặc nếu được hai tay nắm chân phải, bạn nâng chân phải lên, gập người của mình về phía trước, mắt nhìn xuống, liên tục quan sát hơi thở của mình. Này hít vào, bạn thoát thế, từ từ gập đầu gối chân trái, sau đó thở ra hạ mông của mình xuống. Từ vị trí này tương tự, đặt tay phải bên ngoài hông trái, tay trái nắm mép ngoài chân phải. Sau đó nếu được, bạn hạ khuỷu tay phải của mình xuống cho khuỷu tay ngang với hông phải. Hít vào trường vai về phía bên phải, nâng hông của mình lên, giữ bá. 4. Và nằm thở ra, ta thoát thể hạ mông xuống, sau đó hạ luôn chân phải của mình xuống. Tiếp theo bắt chéo chân trái của mình qua chân phải. Một lần nữa từ vị trí này, hạ khuỷu tay phải ngang với hông phải, tay trái chòm nắm lấy mép ngoài chân phải. Hít vào, bạn nâng hông, trương vai của mình về phía bên phải, giữ thêm bá. Cố gắng đánh hông của mình lên cao hết mức. 4. Và nằm nhẹ nhàng, bạn thoát thể. Lúc này bước chân trái của mình bên ngoài gối phải, sau đó hai tay vòng ôm lấy gối trái, lựa chọn số 1, tay phải nắm gối trái, hoặc lựa chọn số 2, bạn cài khuỷu tay phải bên ngoài đầu gối chân trái, tay trái đặt về phía sau lưng, liên tục xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên trái, mở ngực mở vai. Này hít vào, ta thoát thể, sau đó thở ra, lúc này gập hai gối, ép hai lòng bàn chân của mình vào với nhau, tay nắm lấy chân, liên tục trường vai của mình về phía trước, đồng thời cúi gập người của mình xuống. Này khuỷu tay của mình nếu được nhấn hai gối của mình xuống, hãy cảm nhận sức căng ở cơ đùi, cơ mông của mình. Hít thở bá. 4. Và nằm hít vào, bạn nâng vai của mình lên. Này thở ra, ta về tư thế ngồi căn bản. Tư thế ngồi thật thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Hãy cảm nhận hơi thở đang luân chuyển thật nhịp nhàng dọc khắp cơ thể, nuôi dưỡng từng tế bào, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Và nhẹ nhàng hai tay của mình chắp. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Khi hít vào, hãy cảm nhận sự khoan khoái, bình an, tự do tự tại. Và khi thở ra, hãy loại bỏ những tạp niệm hoặc những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Rồi, bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste, chúc các bạn một ngày vui.